Mày đuổi tao ra khỏi nhà hả? Cái đồ bất hiếu, cái đồ vô ơn. Mày ra đúng mày... rồi, mẹ quên mẹ đặt tên tôi là bất hiếu hả? Trời, mẹ biết một tháng tôi tốn biết bao nhiêu tiền cho Viện Dưỡng Lão không? Vợ con nó sắp sinh rồi, con nít mà ở với người già sinh bệnh thì sao? Mẹ vô trọng có người cơm bưng nước gót sướng hay mồ muốn gì nữa? Bà ấy chưa bao giờ tử tế với con. Nhưng mà Hòa, không lẽ mình lấy hận thù đáp trả hận thù sao con? Mình khổ nhưng mà mình sống có đạo đức. Con đi đâu? Ê! Trời Ê! Ơi, đi đâu mới được chứ? Con đi đi. Ê! Buông tao ra, mày buông tao ra. Ê! Bắt cóc, bớt người ta. Thôi đi. Mày làm cái gì vậy? Mày đưa tao đi đâu? Hả? Con đưa mẹ vô Viện Dưỡng Lão mà. Tao không đi đâu hết á. Cái nhà này ai mua cho mày? Hả? Ai bán hết vườn tược đất đai ở dưới quê? Đem tiền lên đây cung phụng như vậy cho mày. Rồi bây giờ mày nghe lời vợ mày, mày cư xử với tao như vậy đó hả? Mày đuổi tao ra khỏi nhà hả? Cái đồ bất hiếu, cái đồ vô ơn. Mày ra đúng mày... rồi, mẹ quên mẹ đặt tên tôi là bất hiếu hả? Trời, mẹ biết một tháng tôi tốn biết bao nhiêu tiền cho Viện Dưỡng Lão không? Mấy triệu chứ tội gì? Thôi thôi, mẹ làm ơn đi, vợ con nó sắp sinh rồi. Con nít mà ở với người già sinh bệnh thì sao? Mẹ vô trọng có người cơm bưng nước gót sướng hay mồ muốn gì nữa? Tao không đi đâu hết á. Nhà tao ở đây, tao ở đây, tao không có đi đâu hết á. Mẹ để con ở ngoài đây còn lo với vợ con nữa. Đi. Không, tao không có đi. Trời ơi, đi nhanh đi trời. Đi, đi. Mày. Đi. Tao không đi, tao không đi. Đi lẹ, đi. Bắt tao, bắt tao, bỏ người ta. Đi nhanh! Ơi! Bớ người ta! Đi ra sách! Trời ơi! Trời ơi! Mẹ đã nói là mẹ không vô đây mà! Hiếu ơi! Hiếu! Cho mẹ về đi! Mẹ không có ở đây đâu Hiếu! Trời ơi! Bà phiền quá! Bà ở Duyên trong đây đi! Hiếu! Cô đó! Lo tốt đi! Hiếu ơi! Hiếu! Chờ mẹ về! Hiếu, mày đứng lại, mày đứng lại. Tỉnh đi con. Hiếu, thằng con trời đánh, thằng mất dạy, thằng khốn nạn. Mày Con à, mà Hòa, con có biết bà Thúy bị lên tắc sông nằm viện không con? Dạ không, con đã có con đường riêng, cho nên những chuyện riêng tư với gia đình đó con cắt đứt từ lâu rồi chú. Bây giờ con không có liên quan gì hết á. Đúng, đời không biết đường nào mà lần. Thằng Hiếu á, nó ép bà ấy bán hết nhà cửa rồi lên thành phố mua căn nhà nhỏ. Xong xuôi rồi đó, nó đưa bà vô trong Viện Dưỡng Lão, không chu cấp một đồng nào cho bà hết. Cho nên bà ức chế mới xảy ra như vậy. Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi chú. Tại lúc trước bà sống bạc với người ta, thì bây giờ có người sống bạc lại với bà thôi. Thằng Hiếu với vợ nó sống quá tệ, đến nỗi mẹ ruột của nó còn dứt bỏ. Nó sống vậy không có hậu đâu. Thật đáng khinh thật. Chú hiểu, bà ấy chưa bao giờ tử tế với con. Nhưng mà Hòa, không lẽ mình lấy hận thù đáp trả hận thù sao con? Mình khổ nhưng mà mình sống có đạo đức. Họ chỉ biết sống trong gọi là tâm tối mới là điều đáng khổ nhất đó con. Thôi, những gì chú cần nói thì chú đã nói cho con hết rồi, thì con quyết định thôi. Bây giờ chú về nha, về còn lo chăm sóc nhà cửa dưới nữa. Dạ, vậy lần sau chú có lên thì chú ghé con chơi. Rồi, được rồi, nếu mà chú có lên chú sẽ ghé gặp. Thôi, chú về nha. Dạ.